và hỏi mình quý vị tu pháp môn gì thì các vị trả lời như thế nào? Các vị tu cái gì? Các vị tu tịnh độ đúng không ạ? Nhiều vị trả lời là tôi tu tịnh độ. Nhưng xin thưa rằng quý vị, trong tịnh độ có vô vàn pháp môn để tu. Mình nói sơ sơ thôi nha: trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quan tự niệm Phật, thật tứ niệm Phật, lễ bái niệm Phật, vân 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 vân, rất là nhiều. Bây giờ chúng ta nói đến cái phương pháp mà hầu hết đại đa phần các vị đồng tu liên hộ chúng ta đều hành trì, đó là trì danh niệm Phật. Niệm Phật ở đây chữ niệm trên là bộ kim, dưới là chữ tâm, có nghĩa là mình ra lệnh cho cái tâm, mình ra lệnh cho cái suy nghĩ, mình làm chủ cái suy nghĩ của mình. Chữ Phật trong chữ Hán á, một bên là chữ nhân, rồi một bên là chữ Phật. Nhân có nghĩa là người, Phật là quét. Người mà quét rác trong tâm gọi là Phật. Dễ hiểu không? Vì vậy niệm Phật có nghĩa là làm chủ được tâm, quản lý thật tốt, thật chặt cái suy nghĩ của mình, thường xuyên quét dọn rác bẩn trong tâm để thanh lọc lại suy nghĩ của mình, đó gọi là niệm Phật. Nhưng bởi vì chúng ta là vô minh, nhiều đời nhiều kiếp chất chứa sâu dày, chúng ta đa phần ta quên Phật nhiều hơn là nhớ Phật. Mà muốn vãng sanh được thì chúng ta phải thực hành là nhớ Phật, niệm Phật, thì tương lai nhất định mới thấy Phật. Bởi vì cái nghiệp chướng sâu dày nên chúng ta đa phần ta quên Phật nhiều hơn. Chúng ta bị cái vọng tưởng nó chi phối chúng ta, chúng ta bị những cái suy nghĩ bất thiện nó chi phối chúng ta, nên chúng ta không tập trung vào được câu niệm Phật. Một ngày từ lúc chúng ta mở mắt ra thức dậy cho đến khi nhắm mắt là đi ngủ, chúng ta bị chi phối vọng tâm tạp loạn rất là nhiều. Hoặc là chúng ta tính câu niệm Phật trên đầu ngón tay mà thôi. Quý vị có biết không? Một lần ở tại Singapore, cư sĩ Lâm ở Singapore, người ta có tổ chức pháp hội Phật thất 7 ngày niệm Phật. Cái Phật thất này á, để kỷ niệm cúng dường vào cái ngày thánh đản của Đức Phật A Di Đà. Phật thất người ta tổ chức là 7 ngày 7 đêm không gián đoạn, có nghĩa là không có ngủ, niệm từ sáng đến tối khuya, không bao giờ ngưng tiếng Phật hiệu. Ai mệt thì đi ngủ, ai đói thì đi ăn, hết mệt hết đói vào tu tiếp, không cần nghỉ. 7 ngày 7 đêm như vậy. Chúng tôi có tham dự và dùng cái máy bấm niệm Phật á, cố gắng mà mình niệm, mình còn trẻ mình niệm được 22.000 câu. Rồi lúc đó mới thấy cái sự là quý vị có biết đạt được đến 20.000 câu Phật hiệu không phải là một chuyện dở, không phải là một chuyện đơn giản. Cố gắng. Nhưng mà khi nói chuyện thì mới biết ra những người mà thường tu tại đạo tràng đó, một ngày người ta có thể niệm được 24.000 câu Phật hiệu. Mình nghe xong mình hổ thẹn. Phái đoàn Việt Nam qua 25 người và bắt đầu 8 giờ sáng vào cộng tu. Người ta đi kinh hành từ 8 giờ tới 11 giờ trưa, 3 tiếng kinh hành liên tục. Vào kinh hành được 30 phút, nhìn lại phái đoàn Việt Nam còn 20 người. Tới khoảng 9 giờ lấy hoay còn 15 người.
được 10 giờ rưỡi, còn 5 người chưa tới 11 giờ không còn người nào. Đi không nổi. Người ta đi kinh hành 3 tiếng đồng hồ. Người ta có 3 khu vực. Khu ở giữa để lại Phật, khu bên trái để kinh hành, khu bên phải để ngồi niệm Phật. Ai kinh hành mệt thì đi qua bên đó lại Phật, ai mà lại Phật nữa mệt thì qua bên này ngồi niệm. Tu không gián đoạn. Người ta tu ráo riết như vậy. Cho nên người ta có những cái hiện tượng đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, tự tại vãng sanh rất là nhiều. Bởi vì người ta thật tâm tu đạo. Đời trước mình gặp nhau mình đã nói về cái vấn đề tu thật, không tu giả. Chúng ta lừa người khác có thể là tội nhưng mà nhẹ một chút. Nhưng khi chúng ta lừa Phật, lừa Bồ Tát thì cái tội nó nặng lắm. Chúng ta thường xuyên chúng ta là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, con xin vãng sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, hoặc là con cầu xin Đức Phật A Di Đà cho con được vãng sanh. Nhưng thật tâm mình muốn vãng sanh không? Thử mình trả lời với bản tâm, cái chân tâm của mình đi. Mình có thật sự muốn vãng sanh hay không? Hay là còn sợ chết? Của cải nhiều quá mua không được, công việc chưa sắp xếp, con cháu đông có đi không được, đúng không? Nói tới đây mình dọn. Và sự thật là như vậy. Xin thưa là quý vị, cái này không có chắc quý vị được. Ai cũng vậy. Bởi vì nếu như không chấp vào ngũ dục lục trần thì con người chúng ta không nằm trong đà bà hộ, không tái sanh làm con người, không tái sanh còn cảnh nhân đạo này đâu. Cho nên không thể nào đến quý vị được, không thể nào chấp quý vị được. Nhưng mà chúng ta phải thường xuyên cảm giác, thường xuyên hiểu lại vấn đề, buông từ bây giờ, bỏ từ bây giờ thì mới gọi là người quét rác trong tâm. Làm được điều đó thành Phật. Cho nên cậu không dễ mà cậu không khó. Nói tới vấn đề niệm Phật thì bây giờ chúng ta phải lo cuộc sống, cơm áo gạo tiền, gia đình, công việc. Không thể nào kêu quý vị ngồi mà cứ nhắm mắt suốt ngày niệm Phật như vậy. Gánh trách nhiệm buông bỏ cuộc sống. Không phải. Đạo Phật không phải như vậy. Đạo Phật không phải là trốn tránh, mà là mình đương đầu với thực tại, sống một cái hạnh phúc đúng của bản thân chúng ta. Làm như thế nào mình độ được họ niệm Phật. Thì một thời gian trôi qua, hai mươi ngày về Việt Nam, nó điện thoại để gặp thầy. Thưa thầy, tụi con về Việt Nam rồi, thầy có rảnh không? Thầy mới nghĩ đây là cái nhân viên để mình độ người ta rồi đó. Không, xin thưa anh chị là tôi đang bận. Nửa buổi sáng điện thoại cho thầy, thầy nói thầy bận. Cái buổi trưa người ta điện lại, thưa thầy bây giờ thầy rảnh chưa ạ? Xin thưa là anh chị tôi vẫn đang bận. Thầy nói chiều họ điện lại, và thầy hết công việc chưa? Xin thưa là công việc tôi vẫn còn đang bận. Và khi nào thầy rảnh, khi tôi chết tôi sẽ làm. Đúng không ạ? Xin thưa là quý vị, bây giờ thầy nói là có ai bận giống thầy không? Người ta mới hỏi, thưa thầy bận gì thì thầy biết một ngày. Xin thưa đại chúng, tôi bận ăn, bận ngủ, bận thở, bận niệm Phật, bận tu, tôi không có rảnh. Đúng không ạ? Chỉ có người chết là rảnh thôi. Nói đơn giản, cuộc sống này cái bận đầu tiên con người là bận thở. Ở đây ai rảnh thở? Nếu mà rảnh thở là có ngồi đây. Đức Phật nói trong kinh, thở ra mà không hít vào là xong một đời người chứ không phải là chết. Ngài từng nói anh em đấy, một đời người bao nhiêu năm? 30 năm, 60 năm, 100 năm, không phải. Trong một hơi thở, thở ra
nó không hít vào là sống một đời người, còn chết hay không thì không biết, bởi vì người bản sanh đâu có chết, đúng không? Cho nên cái việc đầu tiên tôi bật cuộc đời tôi bật thở, thầy nói tới chỗ đó, hai vị này người ta hiểu ra vấn đề là tại sao khi mình khuyên người ta tôn thưa thầy, con bận đi làm, con bận chăm con chăm cháu, con bận công việc, con bận lo kiếm tiền, con bận đi học. Xin thưa là quý vị, tôi cũng bận như vậy, nhưng sao tôi tu được mà quý vị tôi không tu không được? Quý vị học trong Đại Tạng Kinh không có một bộ kinh nào, không có một bài pháp nào Đức Phật nói khi nào các con rảnh hãy đến chùa tôi, khi nào các con rảnh hãy bắt đầu niệm Phật, không hề. Và Ngài nhấn mạnh một điều rằng cuộc đời này là vô thường, không có gì là bình thường, không có gì là mãi mãi, không có gì là nếu có. Cho nên chúng ta phải tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, từng phút, từng giây, bất kể mọi nơi đâu chúng ta đều tu. Thì như vậy quý vị mới nắm được cái gốc của bản thân, cái nền tảng, cái nhân. Mà có được cái nhân tu tập tinh tấn như vậy thì mới mong một điều rằng sau này chút bỏ hơi thở, buông bỏ thân thể này thì cái quả mà sanh về cõi nước tịnh thổ Đức Phật A Di Đà thì mới thành tựu được. Còn một niệm sợ, sợ chết, sợ buông bỏ không được, sợ tu không được, sợ phần không tiếp dẫn, đó là hoài nghi, chưa hoàn toàn là chánh tín. Nếu như hoài nghi thì không thể nào gọi là tín, mà đã thiếu một trong ba cái yếu tố tín nguyện hạnh thì làm sao chúng ta vãng sanh. Cho nên người tu Phật đầu tiên phải tin vào bổn nguyện của Đức Phật đại từ đại bi tiếp độ được chúng ta. Và việc thứ hai cực kỳ quan trọng, quý vị phải có niềm tin vào quý vị, niềm tin vào quý vị để quý vị tha thiết niệm Phật cầu thoát sanh tử, chứ không phải cầu Phật để thoát chết. Chúng ta người tu niệm Phật, người hành giả tu tịnh độ phải đạt được cái quả vị nhất định trong đời này. Xin thưa là quý vị chấm dứt luân hồi là quý vị thành Phật 50%, vãng sanh về Tây Phương chưa thành Phật liền, nhưng mà khỏe, không còn bị sống chết ràng buộc, không còn bị sanh tử làm khổ đau. Nói đến cái khổ và sanh tử thì chắc rằng ngồi đây ai cũng hiểu rõ, ai cũng biết rõ. À, bệnh một chút nó khổ như thế nào, đói cũng mệt, ăn nhiều quá cũng mệt, ngủ ít cũng mệt, ngủ nhiều cũng mệt, giàu nó cũng mệt mà còn nghèo nó cũng mệt, sống nó cũng mệt mà chuẩn bị chết nó cũng mệt, cuộc đời không có chỗ nào không mệt không khổ. Cho nên người nào mà chờ rảnh mới tu, chờ thoải mái mới tu thì xin thưa chờ hết cuộc đời đâu không giờ tu được, đúng không? Còn người nào mà tu tranh thủ mọi lúc mọi nơi, càng bận càng tu, càng khổ càng tu, nhất định người đó thành Phật, nhất định người đó thành tổ trong một đời này. Hồi xưa các tổ thường dạy rằng mọi người vào chùa than khổ, các vị tổ sư này bán khổ cho Phật, Phật mua giá cao nữa là đằng khác. Đấy, quý vị thử coi ai mà khổ quá, đừng có thầy ơi con khổ quá, xin thưa rằng em cũng không giúp được gì đâu, đừng than với em, muốn than thì than với ông Phật. Đấy, cho nên quý vị thấy đến cả cái pháp hội niệm Phật này, nếu mà hỏi thưa thầy bây giờ sắp tới pháp hội niệm Phật chuẩn bị làm sao, em cũng không biết phải làm sao, bởi vì không phải trong khả năng. Thật sự quý vị có tin không, đến cả tổ chức những cái pháp hội lớn người ta cứ phó thác cho Phật Bồ Tát,
vì đó là việc làm của Phật Bồ Tát. Còn việc của quý vị là gì? Là niệm Phật để vãng sanh. Còn tất tần tật còn lại, quý vị tin vào Phật Bồ Tát không? Tin không? Nếu có để Phật lo, mình mạnh dạn mình nói cái chỗ này ghê lắm. Mỗi lần bệnh đấy, lên gặp Phật nói cái này là Ngài, Ngài muốn con ở lại với chúng sanh thì Ngài chỉ hết bệnh, Ngài không muốn con ở lại với chúng sanh thì Ngài cho con về Tây Phương. Cái việc này của Ngài, hết bệnh hay không không phải là việc của con. Trả giá với ông Phật như thế. Việc của con là tu, một đời này con phát nguyện vãng sanh, thì bây giờ con không có quan trọng là đi sớm hay đi trễ, Ngài muốn con ở lại làm pháp hội thì Ngài chỉ lo mà chỉ hết bệnh cho con. Còn Ngài muốn con đi về lẹ một chút nữa thì Ngài cứ để con đi. Cho nên sống tới, sống gần răng tới bây giờ. Đấy, cho nên quý vị làm, mình làm việc vì chúng sanh thì mình nên nhớ mình phải để chư Phật Bồ Tát hộ pháp cho chúng ta. Ghê không? Mình đi tu mình hộ pháp cho Phật Bồ Tát, nhưng mình làm Phật sự, mình làm việc cho đại chúng, mình cúng dường cho đại chúng, thì đây là việc làm của chư Phật, thì phải để chư Phật làm. Chúng ta chỉ là người thực thi nhiệm vụ. Việc chính của quý vị nhớ một điều rằng giùm thầy là quý vị phải nỗ lực tinh tấn tu hành. Khi sáng bước vào thấy quý vị niệm Phật á, quý vị nhớ tới một câu hồi xưa cổ đức có dạy: tiếng Phật thường tuyên, huệ quang thường chiếu. Không ánh sáng, không phải ánh sáng mặt trời, mặt trăng, không phải ánh sáng của đèn, mà bước vào trong đạo tràng thấy được một cái ánh sáng cực kỳ vi diệu, đó là ánh sáng trí tuệ của quý vị. Bởi vì quý vị niệm Phật từ tâm chân thật, quý vị niệm Phật bằng tâm chí thành, chí kính, quý vị niệm Phật bằng tâm tinh tấn tu đạo, nên cái hào quang của quý vị nó cảm nhận được, làm cho người khác cảm thấy an lạc, làm cho người khác cảm thấy tự tại. Có ai ngồi trong pháp hội mà đang mệt không? Cho nên quý vị thấy, mình về nhà mình có thể nằm giật lên giật xuống, nhưng khi chúng ta đến đạo tràng tự nhiên chúng ta thấy khỏe lắm. Chúng ta đi làm chúng ta thấy mệt, nhưng mà mỗi khi chúng ta niệm Phật chúng ta thấy an lạc lắm. Cái yếu tố tâm linh trong này đấy quý vị. Bởi vì câu niệm Phật giải thích theo khoa học, nó là một nguồn năng lượng được phát xuất từ tâm trí của chúng ta. Khi chúng ta không bệnh mà chúng ta sợ bệnh, chúng ta lo lắng cũng sanh bệnh. 90% người ung thư chết là vì xạ trị, hóa trị và đặc biệt là tâm lý sợ nên chết. Và những người lạc quan yêu đời có thể trị dứt bệnh. Chúng ta nói đến vấn đề này để cho quý vị hiểu rằng khi chúng ta niệm Phật cũng như vậy. Niệm Phật là nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật. Vậy chúng ta phải dùng tâm để niệm Phật, miệng phát, tai nghe vào. Đây là cách niệm Phật giúp cho quý vị thâu nhiếp lục căn. Cái yếu tố chính buổi nói chuyện hôm nay chính là vấn đề này. Chúng ta ngồi, chúng ta niệm Phật, có thể niệm Phật hàng ngàn tiếng, hàng giờ đồng hồ, nhưng tại sao không đạt được cái mong muốn là nhất tâm bất loạn? Chúng ta có thể niệm Phật một khoảng thời gian rất là lâu, nhiều năm, nhưng mà tại sao chúng ta không thấy an lạc, không được thành tựu? Là bởi vì chúng ta chưa biết cách niệm. Bây giờ chúng ta chia sẻ với nhau rồi quý vị thực hành cực kỳ vi diệu. Đây là phương pháp niệm Phật được chư tổ Tịnh Độ Tông áp dụng từ xưa cho đến nay và đạt được thành tựu. Cách thức niệm Phật này cực kỳ đơn giản, ngắn gọn, dễ thực hành. Quý vị nghe rõ, chúng ta niệm Phật, quý vị về thực tập nha, bằng cách là dùng tâm niệm, miệng phát âm thanh, tai nghe rõ câu niệm Phật, xuyên suốt như vậy thành một sâu chuỗi. Và chúng ta niệm từ 1
cho đến 10, không vượt quá 10. Sau niệm từ 1 đến 10, bắt đầu niệm lại từ đầu. Cái này gọi là thập niệm ký số, được Tổ Ấn Quang thời gian cận đại hướng dẫn và thực hành cho những người mà công việc cuộc sống chúng ta bộn bề. Quý vị ngồi niệm Phật á, quý vị nhớ như thế này, ngồi cho thoải mái. Chúng ta đối diện với Phật, đầu tiên chúng ta lễ Phật ba lễ xong, chúng ta tĩnh tọa ngồi xuống, ngồi ghế hoặc ngồi xếp bằng đều được. Chúng ta nhìn vào hình Phật, nhìn vào tượng Phật để chúng ta nhớ được hình ảnh của chư Phật trong tâm trí của chúng ta. Sau đó chúng ta nhẹ nhàng khép mắt lại và bắt đầu chúng ta niệm. A à, tâm niệm miệng phát ra. A à, lỗ tai nghe rõ chữ A. Di miệng phát ra chữ Di, lỗ tai nghe rõ chữ Di. Đà miệng phát ra, lỗ tai nghe rõ. Phật miệng phát ra, lỗ tai nghe rõ. Niệm chậm rãi và niệm từ nhớ, niệm từ 1 đến 10. Đếm 10 câu thôi. Tới 10 câu làm lại từ đầu, bắt đầu từ 1 cho đến 10. Cứ như vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mình niệm, mình nghe rõ âm thanh giọng của mình niệm. Quý vị thực tập như vậy thì bắt buộc tam thân lục căn của quý vị phải thâu nhiếp lại, phải ngồi yên một chỗ như ba con khỉ mà bị xích lại, không thể nào thấy, nghe và nói được nữa. Thì lúc đó tâm trí quý vị phải nhất nhất bất loạn. Lâu ngày như vậy quý vị sẽ đạt được công phu thành phiến. Công phu thành phiến có nghĩa là thành một mảng mà tiếng Phật và chúng ta liên tục kết nối với nhau, không có một niệm hở trống. Chúng ta đạt được cái chỗ này cực kỳ an toàn. Lỡ mà cận tử nghiệp có đến, xe đụng một cái A-di-đà Phật, vãng sanh. Còn bây giờ mà chưa đạt được công phu thành phiến, chưa niệm Phật đi vào nhất tâm bất loạn, thì khó mà nói vấn đề vãng sanh lắm. Thầy nhắc quý vị vài à, người mà tắt thở rồi, cho dù có hộ niệm cỡ nào đi nữa thì không thể nào dám bảo đảm người đó 100% là vãng sanh được. Tại vì sao? Bởi vì họ không hội tụ những yếu tố. Như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật có nói, quý vị về đọc lại trong kinh Vô Lượng Thọ, tam bối vãng sanh, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm như thế nào để được vãng sanh. Mình thực hành thử xem mình đạt được cái yếu tố nào trong đó. Nếu như một vấn đề mảy may nhỏ nhặt như vậy không thực hành được, suốt ngày cứ nói là chết rồi có người hộ niệm vãng sanh, khỏi cần phải tu. Cái vấn đề này chúng ta nói thẳng với nhau. Hộ niệm là một phương pháp cực kỳ vi diệu, là một phương pháp thù thắng, giúp cho người, trợ duyên cho người hấp hối, trợ duyên cho người lâm chung, xa khỏi hẳn tam ác đạo. Còn vãng sanh hay không? Không biết. Muốn biết vãng sanh hay không, bình sinh người đó phải tu, phải tha thiết cầu nguyện vãng sanh, phải tinh tấn niệm Phật, đặc biệt phải tự tại thấy Phật để tiếp dẫn, 100% vãng sanh. Vì sao như vậy? Trong kinh Phật nói, có bằng chứng để chúng ta kiểm tra. Còn bình sanh tu chơi chơi, tu cho qua ngày, tu theo phong trào, rồi chết rồi để đó niệm Phật vài ba tiếng. Chắc chắn một điều, nếu như hoại tướng mềm mại, đỉnh đầu nóng, chắc chắn một điều, không đọa vào trong những cảnh giới xấu. Còn đi về cảnh giới nào, thiên đạo, nhân đạo, chúng ta không có biết. Bởi vì chúng ta chưa có thần thông. Nếu như chúng ta dám nói, mạnh miệng khẳng định, vô tình quý vị tạo cái nghiệp là vọng ngữ. Khéo cái chỗ này.
Cho nên ở trong đó những ban hộ niệm mà chúng tôi hướng dẫn, chúng tôi niệm Phật 8 tiếng hoặc 12 tiếng, chúng tôi không bao giờ thăm dò hỏi tướng. Gia đình cho niệm Phật 8 tiếng, chúng tôi niệm tới tiếng thứ 8 hoặc là tới tiếng thứ 9, đứng vậy hồi hướng đi về. Việc còn lại giao cho gia đình. Không cần kiểm tra hoại tướng. Bởi vì mình tới đây để mình làm gì? Quý vị đi hộ niệm để tiễn người về với Phật, để giúp người ra khỏi những cảnh giới đau khổ. Thì việc của chúng ta là chỉ có niệm Phật cho người ta mà thôi. Chứ không khéo chúng ta vô tình tới niệm Phật mà suốt ngày cứ trông mong là tới 8 tiếng bẻ coi cái giò nó mềm không, bẻ thử coi cái tay nó mềm không. Vô tình chúng ta bị tạp tâm tạp niệm, làm sao mà giúp cho người đó được. Tới không lo niệm Phật mà cứ lo chút nữa bẻ cái giò coi mềm không, cái đầu có nóng không. Chúng ta bị tạp tâm rồi. Mà trong tọa đàm về pháp môn niệm Phật, cư sĩ Dư Âm ngài có nói rất là hay. Ngài nói như thế này nè: chúng ta tới niệm Phật phải coi cái người mất đó nó là người thân của chúng ta, thì chúng ta niệm Phật mới có công đức, chúng ta niệm Phật mới có giá trị. Đó, cho nên quý vị nhớ, tới niệm Phật, tới hộ niệm chỉ mang đúng một tâm là tiễn người về với Phật, giúp người ra khỏi cảnh đau khổ, giúp người thoát khỏi tam ác đạo. Như vậy là quý lắm rồi. Đây là Bồ Đề Tâm. Người tu Phật phải phát được Bồ Đề Tâm. Đây chính là nguyên gốc để vãng sanh. Vậy cái gì là Bồ Đề Tâm? Như nãy giờ chúng ta nói, đầu tiên là tâm chí thành, chí thiết cầu thoát sanh tử. Thứ hai là thật vì chúng ta tu hành. Bởi vì trong kinh Địa Tạng hoặc trong bốn lời thệ nguyện mà khi quý vị đi quy y, tứ hằng thệ nguyện, lời nguyện đầu tiên là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mình độ mình trước cái đã. Mình không độ được mình, đừng mong mình độ được ai. Mình cũng là chúng sanh. Mình không độ được mình mà mình suốt ngày mình đi, mình mới đi vào chùa, mình mới tu được vài hôm, mình về mình muốn bà nhà bà cũng phải tu, ông nhà ông cũng phải tu, con cái cũng phải tu, bàn xóm láng giềng cũng phải tu. Trong khi đó mình tu bữa được bữa không, bữa tu bữa nghỉ, thì sao mình độ được người ta? Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không thường xuyên nhắc chúng ta rằng muốn độ được thân bằng quyến thuộc của chúng ta, muốn báo đáp ơn sư trưởng, ơn quốc gia, ơn phụ mẫu, ơn chúng sanh, thì đầu tiên việc trên hết nhất định đời này quý vị phải tự tại vãng sanh, mới trả được trên bốn ơn, dưới cứu được ba đường khổ. Còn ngoài ra không có cách nào. Đây là động lực để chúng ta tu hành. Quý vị có biết sáng sớm ngủ dậy cái việc đầu tiên thầy làm là gì không? Ở đây ai nói đúng có thượng. Cái việc đầu tiên sáng sớm ngủ dậy, ông thầy cũng làm gì đầu tiên? Làm gì ạ? Không phải, lấy cái tay rờ cái đầu để biết mình không có tóc, nhắc nhở mình là người xuất gia tu hành, ăn cơm của đàn na tín thí cúng dường, mặc áo của đàn na tín thí cúng dường. Nhất định một đời này tu học như thế nào không hổ thẹn với sự cúng dường của chúng sanh. Đó là việc đầu tiên. Tối trước khi đi ngủ cũng rờ cái đầu một cái, nhắc nhở mình là từ lúc mặc cái áo này cho đến khi nằm xuống, còn sống được ngày mai hay không không quan trọng, nhưng mà nhắc nhở chúng ta rằng buông bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật. Đó là đại nguyện, đó là đại độ. Trong nhà Phật mình dùng con số 84.000 đại biểu, nhưng thật sự pháp môn có phải 84.000 không ạ? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, pháp môn thì nhiều lắm. Chúng ta dùng con số 84.000 để đại biểu cho 84.000 phương tiện đoạn trừ phiền não mà thôi. Đó
làm sao mà có được con số 84.000 đó? Rất là nhiều vị đặt câu hỏi đúng không? Tại sao không phải là 85, 83 mà phải là 84? Chúng ta có 6 căn tương chức cho 6 trần. Đấy, tượng trưng cho ba đời quá khứ hiện tại vị lai, cái nhân hội ra 84 à. Giống như 108 cũng thế thôi. Nên con số là con số đại biểu. Đó, chúng ta bỏ qua một bên. Quý vị về thực hành cái phương pháp này ngay bây giờ, chút nữa và về sau các vị thực hành, đảm bảo với vị 100% là bao nhiêu cái tạp niệm, bao nhiêu cái chấp trước, quý vị nhất định sẽ buông bỏ xuống được. Và quý vị cứ thực hành như vậy liên tục, quý vị một ngày mà tôi như vậy, cứ thường xuyên như vậy, thầy dám chắc với quý vị một năm thôi, quý vị thành tựu, quý vị sẽ thấy khác biệt liền. Mình niệm Phật 10 năm mà mình đứng giữa trời, đứng ở giữa ngã ba đường, mình không biết như thế nào để được cái phương pháp mà thâu nhiếp lục căn đó, thì bây giờ có người hướng dẫn, có người chỉ rồi, quý vị thực hành nhớ chưa ạ? Tâm niệm, miệng phát, tai nghe vào thật kỹ như vậy. Và nhớ mình nghe rõ âm thanh của mình, không cần phải nghe âm thanh của người ta. Khi mình niệm, mình tập trung vào âm thanh của mình, niệm rõ từng chữ. Cái này mật tông người ta gọi là kim can trì, dùng môi, dùng lưỡi và răng phát ra âm thanh. Trong dưỡng sinh người ta nói là dùng khí để niệm, rất tốt cho cơ thể. Nhớ cho kỹ. Tâm niệm, miệng phát, tai nghe, thì như vậy quý vị mới nhiếp được thân căn của chúng ta. Còn không khéo chúng ta cứ A Di Đà Phật, nhìn bên trái một cái A Di Đà Phật, bên phải có bà nào bà đi ngang không, A Di Đà Phật, sẽ cấp cứu nó mới hú nó chạy nghe. Cái mình miệng mình niệm nhưng mà tâm mình nghĩ về chuyện khác không à. Cũng giống như cái vấn đề đi hộ niệm mà thầy vừa mới nói đấy, mình tới mình niệm Phật cho người ta mà mình trông mong cái gì đâu không à, phải không? Mình niệm Phật để làm gì? Bữa trước thầy có nói quý vị đó, tu để làm gì? Có nhớ bốn chữ này không? Thường xuyên làm ơn làm phước, mỗi ngày tự hỏi mình ít nhất là một lần, tu để làm gì? Mình tự trả lời, à, cuộc đời là đau khổ, cuộc đời là vô thường, tu để thoát khỏi cảnh đau khổ vô thường. Chấp nhận câu trả lời, cộng bốn chữ đó, lật ngược lại, làm gì để tu? Tụng kinh không có thời gian, ngồi thiền cũng không có thời gian, mắc đi làm, mắc lo cho cuộc sống. Thôi bây giờ nghe ông thầy, niệm Phật để tu. Mà niệm Phật thì không phải là miệng niệm, mà thân này tạo nghiệp thì Phật không cứu được quý vị. A-di-đà Phật, đại từ đại bi, phát 48 đại nguyện giúp cho chúng sanh đới nghiệp vãng sanh. Đới là mang, nghiệp là hành động việc làm, vãng sanh là di dời chỗ ở. Đới nghiệp vãng sanh là mang những hành động nghiệp làm của quý vị di dời về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nhớ kỹ cái chỗ này là mang những hành động nghiệp cũ chứ không phải là mới. Khi chưa học Phật chúng ta tạo vô lượng tội, nhưng chúng ta coi đó là được quyền tới nghiệp vãng sanh vì chúng ta vô minh, không hiểu biết, chư Phật Bồ Tát không chấp nhận chúng ta. Nhưng mà từ khi chúng ta phát nguyện học Phật mà chúng ta còn vô minh tạo nghiệp như vậy thì Phật không thể nào cứu được chúng ta. Cũng giống như cái ví dụ mà miệng thì niệm Phật mà tâm thì chạy đi cảnh trần bên ngoài, không nhiếp được. Cuối cùng chúng ta niệm cảnh hay là niệm Phật? Chúng ta cứ lo cầm cây chổi đi quét rác nhà người mà trong tâm chúng ta đầy dãy rác rưởi trong đấy, chúng ta không quét. Chúng ta ngồi niệm Phật mà cứ phải coi người này thế nào, người kia thế nọ, vào trong một cái pháp hội huân tu mà mình thấy người này mình phiền não, mình thấy người kia thị phi, cuối cùng mình cũng là phiền não và thị phi. Nói tới chỗ này chúng ta bừng sáng ra.
mình vào trong pháp hội mình xách cái giỏ, cái ghế này của tôi nha, lát tôi ngồi, cái vị trí này của tôi nha, tôi giữ giùm cái cô này cái chỗ này nha, lỡ ai ngồi xuống cái A Di Đà, ê cô khoan, cái chỗ này có người ngồi, ông Phật mất tiêu, phải không? Cho nên quý vị phải nhớ một chỗ này. Tại sao thầy nói như vậy? Bởi vì thầy muốn nhấn mạnh một điều rằng quý vị, chúng ta có 3 ngày tu với nhau thôi, hôm nay là ngày thứ 2 rồi, chúng ta ở nhà cũng tu, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị nhớ nè, lực chúng như hải, một mình ở nhà dễ gì mình ngồi niệm Phật. Hồi sáng quý vị mấy giờ vào tu? Mấy giờ? 6 giờ hả? Hay là 7 giờ? 6 giờ rưỡi. Tu tới 8 giờ rưỡi, 6 giờ rưỡi, 7 giờ rưỡi, 2 tiếng đồng hồ. Xin thưa rằng quý vị ở nhà chưa chắc ngồi được 2 tiếng. Ở nhà cũng tinh tấn lắm, tắm rửa sạch sẽ, đốt hương, lễ Phật 3 lễ, mặc áo tràng, ngồi xuống niệm Phật, niệm được 15 phút. Ông ngoại ơi, đưa cháu đi học. Ở được rồi, thôi ông ngoại đứng lên đưa cháu đi học. Nghỉ tu, ngồi xuống niệm Phật được nửa tiếng tới, à, trả nợ, kiếm tiền, làm ăn. Nhưng vào trong đạo tràng, bỏ công ăn, việc làm, bỏ công chuyện, tới đây tu 3 ngày thì chủ nợ gác qua một bên, cháu ngoại, cháu nội bỏ qua một bên, ngồi được 2 tiếng đồng hồ. Có phải là lực chúng như hải hay không? Cái sức tu của đại chúng là bất khả tư nghì, không tưởng tượng được. Cho nên quý vị phải thường xuyên thân cận với đại chúng. Cho nên khi mà chúng tôi nghe được tin ở ngoài phía Bắc có rất nhiều đạo tràng niệm Phật, các vị hay tập trung lại tu với nhau, chúng tôi vô cùng tán thán mà hoan hỷ. Vì việc làm đó là một việc làm mà sách tấn chúng ta tu hành với nhau. Nhưng nhớ một cái chỗ này, đã là đạo tràng thì phải đưa vấn đề lục hòa kính linh làm đầu. Nếu không, chúng ta tới đạo tràng, chúng ta mang cái tâm là chúng ta vào trong đạo tràng mà phá rối người tu. Chúng ta cũng tới niệm Phật, chúng ta cũng tới tụng kinh, nhưng mà chúng ta không áp dụng lục hòa kính thì vô tình quý vị vào trong đạo tràng là phá rối đạo tràng. Mà công đức, xin thưa xin lỗi, là cái tội lỗi mà phá rối đạo tràng là cực kỳ to lớn. Người ta nói động sông, động biển, chứ đừng bao giờ động tâm người niệm Phật. Thế nào là phá rối đạo tràng? Chúng ta tới đạo tràng mà chúng ta mang cái tham, sân, si, phiền, não, thị, phi, oán, hờn, trách, ghét vào trong đạo tràng, đó là phá rối đạo tràng. Tự nhiên ở nhà giận ông chồng, vô đạo tràng thấy cha kia mặt giống ông chồng nhà mình, không ưa. Đang giận bà hàng xóm, vào trong đạo tràng gặp cái bà này, bạn của bà đó, ghét luôn bà này. Vô lý. Giận ai không biết, ghét ai không biết, nhưng mà tới cái đạo tràng rồi bắt buộc phải buông bỏ. Cho nên á, thường thường ở trước cửa đạo tràng chúng ta để 4 chữ: cùng lên bờ giác. Có nghĩa rằng chuẩn bị bước vào trong đạo tràng là xác định tới đây để tu, tới đây để làm Phật thì hãy bước vào. Còn tâm thị phi, tâm chấp trước, tâm phiền não chưa gạt được thì đừng bước vào, ảnh hưởng tới người ta tu tội nghiệp. Để người ta ở trong đó, người ta tu cho an đi, người ta về người ta độ mình. Rồi chuẩn bị mà ra khỏi đạo tràng đó, trước cái cửa mà mình bước vào rồi phải không? Bây giờ chuẩn bị mình bước ra thì sau cái cửa để 4 chữ: quay đầu là bờ. Có nghĩa rằng vào đạo tràng tu 3 tiếng, tu 5 tiếng, tu 3 ngày, tu 7 ngày cũng phải đi về. Thì trước khi đi về nhớ 4 chữ: quay đầu là bờ. Về nhà mà có giận chồng, giận con, ngoài cho ngoài xã hội cơm áo gạo tiền, mà có lương lẹo, mà có thế này thế kia, thì cũng nhớ Phật Pháp vi diệu, nên quay về tìm nơi nương tựa. Quý vị thấy hay không? Ở trong miền Nam đạo tràng của thầy là như thế đấy. Thầy không để cái tên, người ta nói là phải có người có tên đạo tràng mà cũng phải có tên, nó không đặt tên gì cả, cứ viết 4 chữ đấy: cùng lên bờ giác.
bước vào là phải xác định cái tâm tu để làm Phật, rồi chuẩn bị đi ra khỏi đạo tràng, nhìn lên cửa thấy bốn chữ quay đầu là bờ, vậy thôi. Hai bên để toàn bộ là hình Phật A Di Đà, có nghĩa rằng xung quanh pháp giới chúng ta đâu đâu cũng là Phật đó. Cái biểu pháp tại sao trong niệm Phật đường bốn bên đều để hình Phật A Di Đà, không phải là để chúng ta xá, để chúng ta kính. Ngoài cái việc đó ra, ngoài cái việc là để chúng ta cung kính Phật ra, ngoài cái việc là chúng ta thấy Phật để nhớ Phật, niệm Phật ra, để nhắc nhở một điều rằng trong đạo tràng hoặc ngoài xã hội, quanh quý vị đâu đâu cũng là A Di Đà Phật. Ở đây rất nhiều A Di Đà Phật. Vào trong đạo tràng là không có sư huynh này, không có sư tỷ kia nữa, mà chỉ có A Di Đà Phật và A Di Đà Phật mà thôi. Gặp nhau cũng chắp tay A Di Đà Phật, không có thầy với trò nữa. Đúng không ạ? Chúng ta ngồi đây chúng ta chỉ là tâm tâm niệm Phật A Di Đà Phật, chứ đâu có là ông thầy ngộ minh, đâu có ai kêu như vậy. Phải không? Ngồi đây chúng ta đều là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta nghĩ như vậy thì hồi nãy ở nhà thì nhìn cái mặt hơi khó ưa chút xíu, nhưng mà thôi, vô tới đây rồi nghĩ họ là A Di Đà Phật, mình dám ghét A Di Đà Phật không? Mình dám nhìn A Di Đà Phật mà khó ưa không? Không bao giờ dám. Bởi vì sao? Mình sinh về mình ở chung nước của người ta, mình dám không ưa người ta thì ai cho mình về? Rõ ràng là như vậy. Đó là một trong những phương pháp đối trị những người khó ưa trên cuộc đời. Nghĩ ai khó ưa, thấy ai thấy ghét, cứ nghĩ cái người đó là A Di Đà Phật, bảo đảm tức khắc hết ghét liền. Mà không những như vậy, thương cực kỳ, chiều mến vô biên. Mà cái này là thật sự nha, chứ không phải là thảo mai. Ngoài Bắc người ta có cái từ thảo mai đấy, đúng không ạ? Thương thật sự, quý thật sự, mến thật sự, tự nhiên cái năng lượng từ bi nó lan tỏa. Đó, bữa trước gặp nhau mà nhìn cái mặt khó ưa, mà hôm nay gặp nhau tự nhiên thấy sao dễ thương vậy, thấy hạnh phúc vô biên. Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm chúng ta lúc đó là Phật, Phật, Phật. Không máu không có chạy trong cơ thể nữa, mà là toàn là A Di Đà Phật chạy không à. Đó. Cho nên quý vị thấy cái xe ở ngoài xã hội, cái xe nào mà bơm xăng thì phải đổ xăng xe ấy mới chạy. Cái xe nào mà chạy bằng nhớt thì xe ấy phải bơm nhớt thì cái xe ấy mới chạy. Không thể nào mà xe chạy bằng nhớt mà bơm xăng vào được cả. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta tham sân si thì dòng máu của phiền não, của sân hận, của si mê nó chạy trong cơ thể của chúng ta. Khi chúng ta tỉnh giác, chúng ta niệm Phật thì dòng máu của từ bi hỷ xả nó chạy trong cơ thể chúng ta. Cái gì nó nằm ở trong thì nó sẽ phát xuất ra cái đó. Giống như trong kinh Di Già nói, hoa sen xanh thì ánh sáng xanh, hoa sen đỏ thì ánh sáng đỏ, vân vân. Cũng như vậy, tâm từ bi thì năng lượng hạnh phúc sẽ lan tỏa, tâm sân hận thì quả báo địa ngục sẽ chiêu cảm, rõ ràng như vậy. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rằng địa ngục không nằm ở đất, mà địa ngục từ nghiệp mà chiêu cảm thành. Quả báo của sân hận, của si mê chính là ngay tức thời, ngay lúc đấy chúng ta mở cửa địa ngục cho bản thân chúng ta. Chúng ta đóng đi cánh cửa Tây Phương, vậy mà chúng ta cứ nói là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, đóng cái cửa cái rầm làm sao mà đi vô. Rõ ràng là như vậy. Mình cứ nói Phật ơi tiếp dẫn con, Phật ơi tiếp dẫn con, là cứ quay mặt đi như thế này. Này ông Phật, ông bên sau lưng không có thấy ổng. Bởi vì một mặt chúng ta phát nguyện vãng sanh, một mặt chúng ta cũng là nỗ lực tinh tấn tu hành, nhưng mà chúng ta nói mà không chịu làm, cái này nguy à nha. Sợ nhất là cái nói mà không làm đó. Bởi vì chúng ta khi mà chúng ta quy y Tam Bảo, cái giới thứ tư là nguyện đời đời kiếp kiếp không nói vọng ngữ, thà lừa người nào lừa chứ lừa Phật Bồ Tát, tội này lớn lắm. Đấy, tội chết rồi nha. Cho nên quý vị phải nhớ cái chỗ này.
Khi mình niệm Phật, mỗi lần mình nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, mình kiểm điểm lại tâm của chúng ta. Hôm nay con vô tình con nói ra một lời nào đó làm cho người khác phiền não. Con vô tình con làm một hành động nào đó làm cho người ta phiền não. Con có một cái suy nghĩ bất thiện tới một người nào đó làm cho người đó phiền não. Con thành tâm sám hối. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, hàng giờ như vậy đều khởi tâm sám hối, đoạn trừ đi những cái niệm xấu của mình. Mình phải nhớ như vậy, mình phải kiểm điểm như vậy, để khi chúng ta chuẩn bị giấy khởi lên tạo nên những cái nghiệp bất thiện, chúng ta nói rằng không được. Chúng ta muốn vãng sanh về với Phật, muốn cùng với các bậc thánh, phàm thánh đồng cư độ, thì nhất định chúng ta phải trở thành một người thập toàn thập mỹ tu, không quan trọng lâu hay là mới. Không quan trọng là 10 năm, 20 năm, mà tu quan trọng ở chỗ chịu sửa sai, chịu nhìn thấy cái sai. Đó là cái quan trọng nhất của người tu hành. Chúng ta tu hành mà chúng ta nói tu 5 năm, tu 10 năm, tu 3 năm, không quan trọng. Quý vị mà buông bỏ vạn duyên, trong kinh Di Đà nói từ nhược nhất nhật cho đến nhược thất nhật, từ 1 ngày đến 7 ngày vãng sanh. Quý vị chịu buông bỏ, quý vị nhất tâm tu tập như vậy. Cho nên cái thời gian không quan trọng, mà tu quan trọng. Thứ nhất là nhìn thấy cái lỗi sai của bản thân chúng ta. Thứ hai để và chấp nhận sửa sai đó, thì đâu đâu cũng là Tây Phương Tịnh Độ, đâu đâu cũng là Phật quốc nhân gian. Còn nếu như chúng ta tu mà chúng ta chỉ thấy cái lỗi của người khác, thấy cái sai của người khác, thì đó là cái gì quý vị? Là cái gì? Hay là chúng ta quên mất đi bản thân mình. Cho nên ai mà gặp mình, người ta chỉ trích lỗi của mình á, xin thưa rằng quý vị, Đại Bồ Tát. Người ta là Đại Bồ Tát. Bởi vì người ta nói cái lỗi của mình thì mình mới nhìn thấy được cái lỗi của mình, đúng không ạ? Giống như mình ăn cơm, mình dính cái hạt cơm trên miệng này nè, mình đâu có thấy đâu. Nhưng mà người nói kế bên nói, để dành cơm ăn à. Mình lấy tay mình quét xuống một cái, mình biết là trên mép mình dính đồ ăn, dính thức ăn. Thì cũng như vậy, cái người mà người ta chỉ điểm cho mình, người đó là Đại Bồ Tát, Đại Ân Nhân, phải cung kính những người đấy. Chứ đừng bao giờ có tâm oán hận người đấy. Mình vào trong đạo tràng mà cái người nói là huynh ơi, tỷ ơi, quý vị tôi thấy cái chỗ này chưa được. Nhưng nhớ nha, mình góp ý người ta, mình phải góp ý bằng là lời ngon tiếng ngọt, mà ông bà chúng ta dạy là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Chứ không phải này, này, nó bảo cho cậu biết thế này thế kia, nó nghỉ tu luôn. Nó tới vào đạo tràng mà hành sách quá khó khăn, quá ép buộc đó, nó đi về nhà nó tu sướng hơn. Rồi về nhà rồi bắt đầu cuộc sống lôi cuốn, nghỉ tu luôn. Quý vị làm mất bồ đề tâm của người khác. Cho nên mình muốn khuyên bảo một người nào đó, mình muốn nhắc nhở một người nào đó, phải lựa lời ái ngữ mà chúng ta nói. Chúng ta phải lựa lời để chúng ta nói. Nói cho an lạc. Và đặc biệt chúng ta phải biết nhân duyên chín mùi hãy nói. Còn chưa tới nhân duyên chúng ta đừng nói. Nói xong người ta cũng không sửa, mà không chừng người ta còn phạm nặng hơn nữa. Cho nên người thầy thuốc giỏi là biết lúc cho thuốc, biết thời để trị bệnh. Cũng như vậy, một người mà tốt đẹp cho người khác là phải biết lúc để nói chuyện, biết thời để khuyên ngăn. Còn ngoài ra cảm thấy cái người đó mình nói không được, cái người đó mình sửa không được, tốt nhất mình làm gì? Mình để cho Phật Bồ Tát sửa. Việc của mình quay đi quay lại đúng một việc quan trọng là niệm Phật để vãng sanh. Ngoài việc niệm Phật để vãng sanh ra không có việc gì của mình hết. Tất cả mọi việc trên cuộc đời này là nhân duyên. Mình làm được thì mình làm, thuận duyên mình hộ pháp, mình đang niệm Phật, thôi lát chút nữa xuống phụ thầy phát cơm cho đại chúng, A-di-đà Phật con xin hoan hỷ. Đấy, còn không ai kêu tới mình ngồi im mình niệm Phật sướng muốn chết. Phải không, khỏe re. Chứ mình đừng có bận tâm tại sao thầy kêu người này làm mà ông thầy không kêu mình, hay là mình vô tích sự, hay là mình không được ông thầy trọng dụng. Ôi giời ơi, khổ thế.
Kêu làm nhiều quá thì nói ông thầy ổng đì. Mà không kêu, không đụng tới ông thầy, ổng không quan tâm tới mình. Đấy, quý vị thấy người tu như các thầy làm dâu chăm họ. Khổ thế, mỗi người một ý. Cho nên thầy nói rồi, quý vị nhớ một điều, bản thân thầy cũng như quý vị, mang trong người một suy nghĩ không bao giờ quên là niệm Phật để vãng sanh. Còn lại không cần làm cái gì hết. Đấy, sáng sớm mở mắt tới đây là cổng cùng đại chúng niệm Phật. Thầy Bản Đức xuống chỉ đạo. Chút nữa thầy Ngộ Minh lên nói chuyện. A-di-đà Phật, con xin hoan hỷ. Con nói mà người khác còn nghe thì con còn nói. Không ai nghe nữa thì con đóng cửa niệm Phật. Thấy an lạc vô cùng chưa? Đấy, cho nên đừng nói là sao đợt trước đã cho giảng, đợt này không cho giảng. Không bao giờ có suy nghĩ như vậy. Chúng ta tới đạo tràng cũng như vậy. Đấy, vị nào giúp ích được cái việc đấy thì mời vị đấy để phụ giúp, để hộ pháp cho pháp hội được thành công viên mãn. Mỗi người một công, mỗi người một việc. Còn không ai nói tới mình, không ai kêu tới mình. Mình ngồi yên, mình niệm Phật, vô cùng hạnh phúc, khỏe re. Đó. Nói đi, nói lại nhiều nãy giờ chúng ta cũng nói đến cái phương pháp để chúng ta hành trì. Nãy giờ tất cả những vị thầy nói với vị đều là phương pháp hành trì đấy. Đầu tiên bước vào buổi nói chuyện là thầy đã nói đi thẳng vào vấn đề, chỉ cho quý vị cách thức niệm Phật để đạt được cái nhất tâm bất loạn, để dạn trừ đi cái vọng tâm. Sau đó lần lần chúng ta chia sẻ những vấn đề hiện tại đang tồn tại tại đạo tràng. Những cái vấn đề này thật sự nói một điều như thế này là đạo tràng nào cũng đang vướng mắc, đạo tràng nào cũng đang tồn tại. Thưa thầy gặp 100 đạo tràng, hết 99 đạo tràng đều than phiền. Thưa thầy là trong đạo tràng con là có cái việc như thế này, có cái việc như thế kia. Rồi bắt đầu họ kể ra một sớ tao quần dài đăng đẳng như thế, là có vị này vào trong đạo tràng tánh khí thế này, vị kia vào đạo tràng chưa buông bỏ thế kia. Thầy nghe xong thầy mới nói, bản thân quý vị là người chưa buông bỏ nhiều nhất. Phải không? Khi xưa có hai ông thầy cũng đi qua sông, chuẩn bị lội sông, có một cô gái kia cô nói, con nhờ hai thầy giúp con một việc. Mẹ con bên sông đang bên bờ bên kia đang bệnh, con phải về gấp, con chăm mẹ con mà con không lội nước được. Bây giờ một trong hai vị, vị nào phát tâm cõng con qua sông. Ông thầy đầu tiên không được, giữ giới, không thể nào đụng vào người nữ được, phá giới mang tội chết, nhất quyết không cõng. Vị thầy thứ hai nghĩ đi nghĩ lại, thôi người ta vì chăm mẹ mà, cô lên tôi cõng cô. Cái lội qua sông, ông thầy buông cái cô gái đó xuống, rồi hết chuyện. Cái ông thầy đầu tiên ông cứ đi theo, ông cằn nhằn, ông trách móc, thầy là người xuất gia mà tại sao thầy cứ cõng người nữ trên lưng như vậy, còn oai nghi thể thống gì của người tu nữa. Ông cứ nói hoài như vậy. Thì vị thầy kia mới nói, thưa thầy, tôi cõng cô đấy từ bờ bên này qua tới bờ bên kia tôi bỏ xuống rồi, còn thầy cõng từ bờ bên kia tới bây giờ thầy vẫn chưa chịu bỏ xuống. Người ta chửi mình, người ta chửi hồi nãy, mà mình cõng tới hôm nay luôn. Mình cõng tới ngày mai, gặp mặt nó là không ưa. Bởi sao? Hôm trước nó mới chửi tôi. Biết nó chửi hôm trước mà, có phải nó chửi hôm nay đâu. Mà trong khi đó quý vị nhớ không, một giây của quá khứ không thay đổi được, một giây của tương lai chẳng biết trước như thế nào, một giây của hiện tại ngồi đây niệm Phật cực kỳ hạnh phúc, tịnh độ là đây. Phải không? Trong kinh Địa Tạng nói, một người đi vào trong bùn lầy mang vác nặng hơn 100 cân, lại gặp người khác gửi thêm đồ nữa. Bùn lầy chỉ cho cõi ta bà ngũ trược ác thế, đắm sâu vào ngũ dục lục trần mà chúng ta khổ. Cõng trên vai hàng 100 cân tượng cho những chấp trước phiền não mà chúng ta không buông bỏ được. Gặp người khác chất lên là gia đình, bạn bè, xã hội tạo thêm gánh nặng cho chúng ta, thì càng ngày lúng và ngập xuống bùn. Nhưng may thay quý vị là những người đại phước, gặp được Phật Pháp, gặp được Pháp Môn Tịnh Độ, là một người thiện tri thức,
có đầy đủ sức khỏe, có thể lấy hết những vật nặng trên người quý vị ra, có thể một tay nâng đỡ quý vị khỏi bùng lầy. Cho nên nói rằng pháp môn tịnh độ là một pháp môn cực kỳ vi diệu, dễ tu, dễ hành, giúp cho chúng ta thấu rõ được bản thân của mình. Có phải không ạ? Khi đầu tiên chúng ta niệm Phật, bắt đầu chúng ta tu Phật, chúng ta sẽ nhìn nhận bản thân mình. À, thì ra mình cũng không phải hoàn toàn là tốt. Khi xưa mình chê người này, mình mắng người kia, mình suy nghĩ không tốt cho người nọ. Bây giờ mình tu, mình ngồi mình quan sát lại mình, mình cũng đâu tốt hơn ai đâu. Mình cũng đầy dẫy nghiệp chướng như bao người mà thôi. Từ nay sắp tới, xin đối trước Tam Bảo phát nguyện rằng đoạn dứt nghiệp bất thiện của mình và không tạo thêm nghiệp bất thiện cho người. Nhất định một đời nương vào ba ngôi Phật Pháp Tăng, nương vào Đức Phật A-di-đà, coi Phật A-di-đà là bổn tôn của mình, chấp trì danh hiệu cầu Phật tiếp dẫn, nhất định một đời thành tựu, nhất định Phật từ bi nguyện không bỏ rơi quý vị. Nghe nhắc tới chỗ này mà chúng tôi hoàn rất là cảm động. Vì mỗi lần chúng tôi niệm Phật cứ nhớ tới nhiều việc làm, nhiều lời nói của mình mà bởi vì vô minh mà mình tạo thành nghiệp chướng. Nếu mà đem cán cân phước và tội ra mà cân thì bên phước á, nhẹ như cọng tơ, mà bên tội á, thì nặng như núi Tu Di. Đức Phật từng nói nghiệp chướng của chúng sanh không có hình tướng, nếu mà có hình tướng thì tam thiên đại thiên chưa hỏng hết. Địa ngục cổng như vậy, địa ngục không có phạm vi, dài rộng không có. Nếu như địa ngục mà có phạm vi dài rộng thì tam thiên đại thương chưa cộng hết chúng sanh tội đồ. Cho nên chúng ta nghe chỗ này chúng ta sợ. Sợ là sợ cái gì? Bởi vì trong đó cũng từng đã có thân của chúng ta, và tương lai hổng khéo chúng ta cũng đi vào trong đó. Cho nên quý vị phải nhớ, một đời đã quyết định tu, đã xác định tu thì nhất định phải nắm chắc cái quả vị thành tựu trong tâm của chúng ta, trong tay của chúng ta. Ở ngoài không biết như thế nào, nhưng khi bước vào đạo tràng thì nhất định đây là tuyển Phật trường, đây là môi trường chọn người làm Phật, chứ không phải là chỗ chơi, không phải là chỗ giỡn. Cho nên cái công đức trong đạo tràng cực kỳ vi diệu, công đức tu tập với đại chúng là cực kỳ to lớn. Mà quý vị kết tập lại, vân tập lại được ngày hôm nay, cho dù chỉ tu 3 ngày hoặc cho dù chỉ là 3 tiếng đồng hồ mà thôi, thì có thể nói là câu niệm Phật của quý vị thấu đến tam thiên đại thiên thế giới, cảm ứng tới Đức Phật A-di-đà. Ngày hôm qua vừa xong pháp hội cho một trận mưa mát mẻ vô cùng, quý vị thấy cảm ứng. Tới ngày hôm nay quý vị ngồi tại cái đạo tràng này hầu như không thấy nóng bức, hầu như không thấy khó chịu. Chứ mà ngồi ở nhà mà trong hàng quán cho con, trong công ty, trong xí nghiệp nãy giờ mà không ai vào mua, thấy ế ẩm là ôi giời ơi sao nóng thế. Bởi vì tâm chúng ta là như lò lửa đốt, không ai mua, ế, buồn, sợ. Còn tâm của quý vị là cực thiện chi tâm. Tâm của quý vị nãy giờ là tâm cực thiện, tâm giải thoát, tâm an lạc, tâm hoan hỷ, thì tự nhiên thấy mát mẻ vô cùng như thời tiết mùa xuân. Và đây đang là mùa hạ, rõ ràng như vậy. Đi đâu thì đi, chứ mà ra cái mùa hạ ngoài Bắc là sợ lắm, nóng vô cùng. Nhưng xin thưa rằng không nóng bằng cái sân tâm của mỗi con người chúng ta. Thời tiết có 40 độ ráng trứng chiên trứng được cũng không bằng cái tâm của quý vị khởi một niệm sân là cháy sạch rừng công đức. Kinh khủng chưa? Từ hồi hôm qua cho đến hôm nay niệm được bao nhiêu câu Phật hiệu, chút nữa mà ra à dành chỗ của bà rồi, hết công đức. Có bao nhiêu đấy thôi đấy. Tu thì cũng khó lắm đấy, nhưng mà phá thì dễ. Cho nên ông bà chúng ta thường xuyên dạy là đốn củi 3 năm thiêu 1 giờ. Người tu chúng ta là nhiều đời, nhiều kiếp tạo nên những cái nghiệp bất thiện mà nó đắm chìm
ngay bây giờ. Giống như xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Vào thời Phật còn tại thế, đấy, mà quý vị biết Bà La Môn á, Bà La Môn giáo mỗi lần người ta tế thần, người ta sẽ sát sanh, đặc biệt là giết dê. Ấn Độ ăn thịt dê nhiều lắm. Thì có một cái ông thợ giết dê đó, ông mới xin với vua là từ đây cho đến hết cuộc đời của ổng, cứ mỗi lần mà tế thần á, cái công việc mà giết dê, cái công việc sát sanh này cứ để cho tôi làm. Ông vua cũng thấy làm lạ. Ông nói ai cũng sợ, ai cũng ngại cái việc sát sanh này là có quả báo, mà tại sao ông cứ thích làm? Ông mới nói rằng bởi vì tôi sáu đời giết dê mà tôi được sanh lên cõi trời, chứng được thần túc thông, nên tôi biết rằng giết dê là quả báo tốt, nên vua cứ cho tôi làm. Thì ông vua ông mới đem câu chuyện này ông hỏi với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái người giết dê phạm vào cái nghiệp sát sanh như vậy mà sáu đời luôn được sanh lên cõi trời và chứng được thần túc thông? Thì Đức Phật mới nói, cái người giết dê này vào trong sáu đời quá khứ từng khởi tâm cung kính cúng dường Đức Phật thời quá khứ, nên được cái công đức là sanh lên sáu, được công đức là sáu đời sanh lên cõi trời và chứng được thần túc thông, chứ không phải là do ông đấy sát sanh giết dê mà được. Và ông đấy đã hưởng hết cái công đức sáu đời sanh lên cõi trời và chứng được thần túc thông. Và những cái tội mà ông đấy giết dê trong kiếp này, khi mãn báo sẽ đọa vào trong địa ngục rất là khổ sở, không sanh ra được. Đa phần chúng ta bị vô minh che đậy, hiểu lầm như cái ông giết dê này. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm việc bất thiện, đem đồ lên chùa cúng dường, cầu Phật, bái thần thánh, lễ quỷ thần, rồi về nhà được phù hộ, chúng ta cho rằng là Phật Bồ Tát gia hộ chúng ta, quỷ thần gia hộ chúng ta. Xin thưa rằng không phải như vậy. Quý vị cầu một việc nào đó được thành tựu, mong muốn một việc gì đó mà được tội nguyện, tại vì sao? Tại vì phước đức công đức quý vị đang có, phước báo quý vị đang vẫn còn. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không thường nói với chúng tôi rằng một câu mà chúng tôi tâm đắc: cái gì không đổi được bằng tiền sẽ đổi bằng công đức và đổi bằng phước đức của chính bản thân chúng ta. Cho nên ai cho thầy cái gì thầy sợ lắm, mà ai bán cái gì mua, thà mua bán song vắng. Quý vị thấy công nhận không mà? Cái gì mà người ta cho mình, người ta biếu mình của biếu, của lo, của cho, của nợ. Đấy. Cho nên cái gì mà không đổi là bằng tiền, là cái đó đổi bằng công đức phước đức của chúng ta. Mà những cái chúng ta cầu xin, những cái chúng ta mong muốn, những cái chúng ta mong ước, đừng nhiều quá quý vị. Không khéo chúng ta rơi vào trong tham, và tham là quả báo của địa, của xin lỗi, tham là quả báo của ngã quỷ. Hôm qua thầy Phước Điền có nói đó, mới đầu tu, mới đầu phát tâm tu, tham tụng kinh, tham niệm Phật, tham tọa thiền tốt, tham có lợi ích. Nhưng mà khi đã nhất định chọn con đường chúng ta đi, chúng ta phải hiểu rằng buông bỏ luôn cả cái tham, buông bỏ luôn cả những cái mà vọng tâm làm chúng ta tham. Ở đâu cũng mang tiếng là đạo tràng, ở đâu cũng nói là tổ chức tam thời hệ niệm, chúng ta đi nhiều, xin thưa rằng tốt đâu không thấy, đi về thấy phiền não, đi về thấy thị phi, đi về thấy đau khổ thôi. Vì chọn chỗ nào mà thấy an lạc, chọn chỗ nào thấy thoải mái, chọn chỗ nào thấy thật chất tu như pháp như lý, tới đó một chỗ thôi. Chúng tôi không hề kêu quý vị là nên đi cái này bỏ cái kia, không bao giờ chúng tôi chia rẽ đạo tràng như vậy. Người nào mà nói thôi anh đi đạo tràng A thôi, anh đừng có đi đạo tràng B, chúng ta nói như vậy chúng ta đang chia rẽ đạo tràng đó quý vị. Người ta muốn tu ở đâu người ta tu, cánh cửa từ bi thì luôn luôn mở, ai có nhân duyên chỗ nào đến chỗ đấy tu. Cho nên người ta hỏi thầy, thưa thầy đạo tràng này trì chú đúng không? Đúng. Đạo tràng kia ngồi thiền có thành Phật không? Thành Phật.
Vì đạo tràng tụi con niệm Phật có thành Phật không? Cũng thành Phật. Sao thầy ba phải vậy? Chị chú cũng thành Phật, niệm Phật cũng thành Phật, tọa thiền cũng thành Phật. Bởi vì đối với tôi các vị cũng là Phật. Cho nên quý vị nói ra cái gì cũng là kim khẩu của Phật nói. Tôi không dám khinh xuất các ngài. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm thường bất khinh mồ hát, đúng không ạ? Còn chúng ta nói không, tôi tu niệm Phật đạo tràng cái chủ chứ chỉ chú đại bi đấy, tôi không tới đâu, như thế là không vãng sanh được. Sao biết không vãng sanh? Tới tu chưa biết. Lỡ ở trong đạo tràng chỉ chú đại bi đó có người, người ta tự tại vãng sanh sao? Quý vị đọc trong Tịnh Độ Ngũ Kinh, năm bộ kinh của Tịnh Độ và tất cả các bài luận của chư tổ, không có một bộ kinh nào, một bộ kinh nào nói chỉ có niệm Phật mới được vãng sanh. Không có bộ kinh nào nói trì chú không được vãng sanh, ngồi thiền không được vãng sanh, không bao giờ có. Trì chú mà đem công đức đấy hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, phóng sanh làm từ thiện đem công đức hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, tọa thiền tụng kinh, bái sám đem tất cả công đức hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc vẫn được vãng sanh như thường. Nhưng chúng ta chọn cái phương pháp niệm Phật bởi vì chúng ta là người ham công tiếc việc. Thưa thầy con bận thì làm sao mà tụng kinh, làm sao mà ngồi thiền, làm sao mà trì chú được. Thôi thì bây giờ bận thì tu theo kiểu bận, người ta gọi là modern đó, đúng không? Ngoài đời có cái modern của ngoài đời, người tu mình có cái modern của người tu. Rảnh thì tu kiểu rảnh, ai rảnh thì vào chùa một ngày tụng kinh 6 thời như chùa An Biên này. Thượng tọa chủ trì ở đây rất là từ bi, mở đạo tràng, ai muốn trì chú có trì chú, ai muốn niệm Phật có niệm Phật, ông nào muốn ngồi thiền cho lên trên tháp chu ngồi thiền trên đó 7 ngày cũng được nữa. Đấy, thượng tọa đây rất là từ bi. Đấy, còn mà ai nói thưa thầy con bận quá, thôi này con quyết tâm với thầy 3 ngày con làm Phật, tán tháng công đức quý vị, 3 ngày 28, 9, 3, 30 này là chúng ta thành Phật 3 ngày. Mô đen của nhà chùa rõ ràng là như vậy. Cho nên tất cả các pháp môn đều là vi diệu thù thắng, tất cả những phương pháp tu đều là cực thiện chi đại, tất cả các bạn đồng tu đều là Bồ Tát thiện hành với chúng ta. Chúng ta có con mắt nhìn như vậy, có tâm suy nghĩ như vậy, quý vị vãng sanh 99%. Bởi vì sao dám khẳng định như vậy? Bởi vì những người có tâm như vậy, thứ nhất người đó là cực kỳ khiêm hạ, buông bỏ cái bản ngã của mình, đúng không? Chứ không có là nào giờ ơi anh niệm anh trì chú là còn lâu mới thành Phật, anh ngồi thiền chờ đi con, mơ đi mới kiến tánh thành Phật, tôi vãng sanh mốt tôi chết ta niệm 8 tiếng tôi mềm tôi về với Phật. Cái bản ngã mình lên tới tận cùng đau lợi thiên luôn, cái bản ngã mình lên tới nóc nhà của tam thập tam thiên ở trên đó, sợ vô cùng. Còn bây giờ mình nghe thầy nói cái mình phát tâm mình buông bỏ. Bởi vì trong 20 chữ mà quý vị phải nhớ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Trong đó có cái từ phóng hạ. Mình phải buông bỏ cái tôi của mình xuống. Giống như thời Đức Phật còn tại thế, có một người trưởng giả nọ rất là giàu. Ông này ông giàu cực kỳ, giàu kinh khủng luôn, nhưng mà ông không có hạnh phúc. Ông tới gặp Phật, ông nói: con muốn hạnh phúc phải làm sao? Đức Phật nói: đầu tiên ông bỏ cái từ con đi. Có bao giờ ông muốn cho cha ông hạnh phúc, cho mẹ ông hạnh phúc, cho chúng sanh hạnh phúc? Ông chỉ biết cho mình bản thân ông hạnh phúc. Ích kỷ, tham lam. Bỏ cái tham lam đi, đúng chưa? Cái thứ hai bỏ từ muốn. Muốn chính là tham lam. Mà cái gì của mình sẽ là của mình, không phải là của mình thì muốn cũng không được. Mình bỏ đi cái tham đi. Còn lại hai chữ gì? Hạnh phúc. Mình đạt được cái hạnh phúc. Cũng như vậy, mình hãy bỏ đi cái ích kỷ của mình, mình bỏ đi cái tham lam của mình, thì tự nhiên cái công đức của quý vị lớn cùng tận. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật có nói: nếu làm một việc phước lành mà hồi hướng cho bản thân mình thì hưởng phước trong ba đời. Còn làm một việc phước lành mà hồi hướng cho chúng sanh thì công đức này vô lượng vô biên, không thể kính tể. Vì sao như vậy?
Khi chúng ta chỉ biết cho bản thân chúng ta thì cái gì cũng như vậy, nó chỉ hưởng được trong một khoảng thời gian ngắn. Giống như quý vị, bây giờ thầy đố quý vị một câu nha. Quý vị có một giọt nước trên tay, quý vị có một giọt nước, làm sao để giọt nước đó không bao giờ khô? Ai trả lời được? Quý vị thử hỏi, thử trả lời coi. Mình có một giọt nước, làm sao để một giọt nước không bao giờ khô? Hoặc là nói cho dễ hiểu đi, có một chai nước, đúng không ạ? Uống cũng hết, mở nắp để nó bốc hơi cũng hết. Đấy, bây giờ làm sao để chai nước này còn mãi không bao giờ cạn kiệt? Quý vị mà trả lời được câu này á, là quý vị sẽ có một phần công đức mà biến thành vô lượng vô biên công đức. Muốn biết không? Muốn biết không? Muốn biết thì nói cho biết. Rất là đơn giản. Muốn chai nước này không bao giờ khô, hãy đem chai nước này đổ xuống biển. Biển có bao giờ cạn không? Câu trả lời là như vậy đấy. Chúng ta niệm Phật có một phần công đức mà trong Kinh Di Đà khẳng định rằng phải là thiện căn phước đức nhân duyên mà phải nhiều mới được vãng sanh. Bây giờ mà niệm Phật mỗi ngày một chút, một chút, một chút thì làm sao đủ cái gọi là nhiều mà vãng sanh? Thì quý vị hãy đem cái một chút đó hợp với cái một chút của đại chúng, biến thành cái to lớn rộng khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đem công đức của bản thân mình mà hồi hướng cho chúng sanh, thì chính công đức đó biến thành đại công đức trong tam thiên đại thiên thế giới, cảm ứng được với Đức Phật. Lúc đó như trong tam thời hệ niệm có khai thị là tâm Phật và chúng sanh tam vô sai biệt, không còn cách Phật nữa, sát một bên luôn, thành Phật ngay lúc đó. Có nghĩa rằng là mỗi khi chúng ta tu xong, tổ ấn quan dạy cực kỳ phải để ý một điều cực kỳ quan trọng không bao giờ quên, đó chính là hồi hướng. Tại vì chuẩn bị hết giờ cho nên nói tới vấn đề hồi hướng. Vấn đề hồi hướng là cực kỳ quan trọng. Khi chúng ta tu, chúng ta phải đem công đức quy tụ về, hồi về một mối, tập trung về một chỗ để làm việc mà chúng ta muốn làm. Giống như bạn tới nhà bưng mâm cơm nó đặt xuống đất, ai dám ăn? Không mời ai dám ăn, ăn nó chửi thì sao? Nhưng khi người ta mời mình cái mình ăn thoải mái, ăn tự nhiên, đúng không ạ? Thì công đức cũng vậy. Khi quý vị niệm Phật xong, làm phước lành xong, quý vị không hồi hướng thì công đức cũng chẳng mất đâu, nó vẫn nằm đấy của quý vị thôi, nhưng mà đã chả biết cái này dùng làm cái gì. Còn khi mà chúng ta niệm Phật, tụng kinh, trì chú, lễ Phật, phóng sanh, làm từ thiện, con xin đem tất cả các điều thiện lành này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, nguyện một đời của con là chấm dứt sanh tử, tử tại vãng sanh. Ok, Phật đóng cái passport visa cho mình đi nước ngoài. Đại sứ quán ở Việt Nam quá trời, bây giờ nói tôi muốn đi nước ngoài. Xin thưa rằng các anh, các cô, các chú, các bà muốn đi nước nào thì tôi mới dẫn tới lãnh sứ, đại sứ quán của nước đó mà xin visa được. Muốn đi Mỹ thì phải tới đại sứ quán của Mỹ xin visa. Muốn đi Pháp thì phải tới đại sứ quán của Pháp xin visa. Thì cũng như vậy, muốn đi địa ngục thì khỏi cần xin visa, cho thẳng cấp luôn. Còn muốn đi Tây Phương thì từ bây giờ phải tới Phật A-di-đà xin visa. Mà tới Phật A-di-đà xin visa thì ngài hỏi, con có niệm Phật không? Dạ, chút chút. Con có tu không? Chút chút. Con có làm thiện không? Chút chút. Thì khi nào đầy đủ tới đây, chúc bạn may mắn lần sau. Chúng ta tu hành mà cái gì cũng chút chút, thì Phật gặp mình nấy mốt Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng ta ngồi niệm Phật á, Phật A-di-đà mở mắt ra, chúc con may mắn lần sau. Phải không ạ? Chúng ta không xác định được chúng ta tu. Cho nên bây giờ chúng ta cảm thấy mà chúng ta niệm Phật chưa đủ, làm phước chưa đủ, công đức chưa đủ, thì bây giờ tranh thủ bây giờ nè, thôi gì cự lộn được, chửi lộn được, giận nhau được, ghét nhau được, thôi làm ơn làm phước để cái thời gian đó tu cho cái chút chút đó biến thành cái to to một chút, thì chúng ta mới nắm chắc phần vãng sanh. Cho nên quý vị nhớ, thứ nhất xác định được tại sao mình tu, để mình có cái động lực
Mình tu giống như thầy á, cứ rờ cái đầu này nè. Mình có cái động lực để mình tu. Quý vị cũng phải vậy. Mình thấy con mình bây giờ nó dựng vợ gả chồng rồi, nó đẻ được cho mình đứa cháu ngoại, đứa cháu nội. Mình thương cháu ông, thương, thương lắm. Cái này là bảo đảm tâm lý luôn. Thương cực kỳ thương. Nhưng mà xin thưa rằng thương cháu cứ ở sống đời với cháu được không? Thì là cứ một mừng A-di-đà Phật, cháu ơi cháu ngủ đi, A-di-đà Phật, cháu dễ thương quá. Ôi giời ơi, làm sao mà vãng sanh. Nếu thật sự thương con, thương cháu, ở đây ai hộ niệm nhớ cái câu này, bí kíp á, ta gọi là bí kíp làm ăn đó. Nay mốt mà đi hộ niệm mà gặp những cái ca mà vướng vào con cháu, quý vị nói một câu thôi người ta buông bỏ liền. Kinh nghiệm, nếu như thật sự quý vị thương con, thương cháu thì quý vị phải vãng sanh. Bởi vì quý vị vãng sanh, quý vị mới phù hộ, mới độ được con cháu quý vị. Còn nếu như quý vị mất cái cơ hội này thì quý vị đọa lạc vào những con đường xấu hổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chỉ cách xa giữa mình và con mình thêm nữa thôi, chỉ làm cho mình thương nhớ mà chẳng được lợi ích gì. Bảo đảm sợ liền, buông liền, bỏ liền. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không sau 34 năm xa không gặp mẹ, 34 năm sau ngày gặp mẹ tại Hồng Kông. Vừa gặp mẹ thì mọi người sẽ nghĩ rằng hai mẹ con hơn 30 năm không gặp nhau, gặp nhau chứ mà khóc nức nở. Vừa gặp mẹ, ngài cười một cái nhẹ nhàng. Mẹ ngài thì nói, mẹ nhớ con lắm. Ngài mới nói rằng, mẹ đừng có nhớ con, mẹ hãy nhớ Phật đi. Bởi vì chỉ có khi nào mẹ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định mẹ con mình mới gặp nhau mãi mãi không rời nhau. Bà nghe cái chỗ này bà nhớ mãi trong tâm. Đấy, quý vị thấy. Rồi trong bữa thì mẹ của Hòa Thượng mới hỏi là mẹ muốn ăn gì. Bà thích ăn cá, thì ngài mới nhờ người chuẩn bị cá cho ngài, cho mẹ ngài ăn. Trong bữa cơm đó thì có một mình bà ăn mặn, còn tất cả các vị khác thì ăn chay. Và cái món quà để tặng cho mẹ ngài trước khi từ Hồng Kông trở về Trung Quốc, đó là một tượng Phật A Di Đà và một sâu chuỗi. Sau lần gặp mặt đó, bà phát nguyện ăn chay trường, bà niệm Phật, cuối đời tự tại vãng sanh. Quý vị thấy một người con chí tâm chí hiếu như Hòa Thượng độ mẹ như vậy. Chúng ta, đây là tháng 7, đây là mùa Vu Lan, là mùa tri ân báo ân, là mùa cao cả, là mùa thiêng liêng, là cái mùa ý nghĩa của Phật giáo, là cái tháng mà chư tăng tự tứ tăng thêm tuổi hạ, là cái mùa mà chư Phật giai đại hoan hỷ, là cái mùa mà quý vị tu một và công đức nhân linh 10, chứ không phải như chúng ta nghĩ là tháng cô hồn. Xin thưa rằng quý vị, tháng nào mà chả có cô hồn, đâu có nhất thiết phải tháng 7, đúng không? Đầu năm mới ra đường mà thằng kia nó chạy xe cái vù một cái, nó cô hồn sống. Rõ ràng như vậy, em là em sợ cô hồn sống hơn là cô hồn chết. Bởi vì người chết có làm được gì mình đâu. Đấy, cái tháng này là cái tháng vô cùng thiêng liêng, ý nghĩa cao quý, và cái tháng cực kỳ đẹp trong đạo Phật, là cái tháng tri ân báo ân. Thì quý vị hãy nhân cái tháng này niệm Phật hồi hướng cho bảy đời cha mẹ đã quá vãng thì siêu sanh tịnh độ, còn tại thế thì tăng long phước thọ phát nguyện tu trì. Bản thân quý vị hãy thể hiện mình là đại hiếu mục kiền liên tôn giả trong ngày hôm nay, niệm Phật tiếp tục để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh được ân chiêm công đức. Đấy, bây giờ chúng ta hết giờ rồi, nãy giờ nói rồi cũng quá trời rồi, ôn lại một cái nữa rồi nghỉ nha. Ghế ai trả về cho người đấy. Đấy, đầu tiên nhớ cách thức niệm Phật thì chỉ chưa, tâm niệm, miệng phát, tai nghe vào, về nhà thực hành đi. Chút nữa thực hành đi, nhất định quý vị sẽ thấy. Mình niệm, dùng tâm niệm, miệng phát, tai nghe vào. Mình nhắm mắt, mình không cần tưởng cái gì hết, mình chỉ cần nghe rõ, nghĩ rõ cái chữ thôi. A, nghe được chữ A. Di, nghe rõ chữ Di. Đà, nghe rõ chữ Đà. Phật, nghe rõ chữ Phật. Quý vị niệm như vậy, nhớ từ 1 cho đến 10, đếm từ 1 đến 10. Rồi bắt đầu, lặp lại từ đầu, là thập niệm ký số. Quý vị làm như vậy nhất định sẽ gom được những cái vọng động bên ngoài. Một thời gian đạt được công phu thành phiến là quý vị tâm không rời Phật. Lúc đó quý vị có thể tự tại niệm Phật.
vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó, chúng ta đến với đạo tràng là chúng ta đến với tuyển Phật trường, là cái chỗ chọn người làm Phật, chứ không phải là để tham sân si phiền não. Tới bước vào trong cánh cửa của đạo tràng, bước vào trong cánh cửa niệm Phật đường là phải buông bỏ tất cả những việc làm của thế gian bên ngoài, đừng bao giờ mang vào trong, mang vào trong đạo tràng ảnh hưởng người khác chính là phá rối đạo tràng, tội này rất lớn. Cái thứ ba, đây là cái tháng tri ân báo ân, là cái tháng nhớ về cội nguồn, nhớ về ân nghĩa sinh thành, là cái tháng để chúng ta nỗ lực tinh tấn tu học. Thì ba ngày pháp hội này là cái nhân duyên thù thắng ngay cái tháng này để cho chúng ta nỗ lực tu hành, nỗ lực tinh tấn cầu đạo, nỗ lực làm ngài Mục Kiền Liên Tôn giả. Cho nên chúng ta cố gắng tu tấn tinh hành, cố gắng tu tấn tu hành. Rồi một lần nữa xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ trên cho quý ngài cũng như quý vị luôn được lục thời thường các tường, Phật âm thường tuyên, huệ quang thường chiếu, luôn sống trong ánh hào quang nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà. Hiện đêm công đức này hướng về khắp